sở giao thông vận tải khuyến cáo thời gian gần đây đã nhận được phản ánh của một số người dân liên quan về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ sở nhân viên trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh để bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự đề nghị đổi tem kiểm định theo mẫu mới cơ quan này khẳng định tem kiểm định và giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới phải được cấp tại trung tâm đăng kiểm khi chủ xe hoặc người được ủy quyền đưa xe đến trung tâm việc cấp lại tem kiểm định gửi về tận nhà khi xe vẫn còn hàng đăng kiểm là không đúng Quy định mới về khí thải ô tô, theo thông tư 36 Bộ Giao thông Vận tải, chỉ áp dụng cho các xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, không áp dụng cho xe đang lưu hành. Chủ xe cần cảnh giác để tránh trường hợp lộ thông tin cá nhân và bị chiếm đoạt tài sản.